VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các khán giả của VDA và tôi là Linh Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một thiết bị có tầm quan trọng không kém trong dàn karaoke, đấy chính là loa. Loa thì có nhiều mức giá khác nhau, thế nhưng mà ai đang quan tâm về những chiếc loa có mức giá tầm 5 triệu trở xuống thì video này sẽ mang lại cho các bạn nhiều sự lựa chọn. Chiếc loa đầu tiên mà Vidia muốn giới thiệu đến cho các bạn đấy chính là loa Paramax P2000 có giá 4.990.000 đồng. Đây là một trong những chiếc loa dưới 5 triệu đồng đáng mua nhất. Paramax là thương hiệu tiên phong phát triển giới thiệu dòng loa đứng tại thị trường Việt Nam từ rất sớm và đã tạo dựng được lòng tin của người tiêu dùng trong những năm vừa qua. Loa treo Paramax P2000 là một trong những mẫu loa dẫn đầu về chất lượng karaoke trong dòng loa P-Series, có khả năng trình diễn tối ưu ở không gian trên dưới 30 m². Với số lượng lớn các loa con, gồm 4 loa tweeter và 1 loa woofer đã mang lại hiệu quả trình diễn âm cao đặc sắc. Loa woofer đường kính 3 tấc có công suất mạnh mẽ với thiết kế có cổng thoát hơi phía sau, giúp cho tiếng phát đạt hiệu ứng lan tỏa, nâng đỡ giọng hát bung mở và nội lực. Màng loa được ứng dụng kỹ thuật chế tạo Green Cone TM cho kết quả âm thanh trung thực ngay cả khi hoạt động ở cường độ cao. Trang bị mệt bảo vệ loa PowerMax TM tiên tiến chống cháy loa tweeter, giúp loa hoạt động bền bỉ hơn. Paramax P2000 là mẫu loa được chăm chút về thiết kế bên ngoài với kiểu dáng thanh lịch, gam màu trẻ trung nhã nhặn, giúp truyền thêm cảm hứng ca hát bất tận. Lựa chọn thứ hai phải kể đến đấy chính là dòng loa Paramax F500 có giá 4.090.000 đồng. Đây là một trong những dòng loa chất lượng dưới 5 triệu đồng của thương hiệu Paramax mà bạn không thể bỏ qua. Sở hữu cặp loa đứng chất lượng nhưng với mức giá hợp lý dùng cho hát karaoke là mong muốn của nhiều gia đình. Nắm bắt được nhu cầu đó, Paramax đã cho ra đời mẫu loa F500 nhằm đáp ứng những khách hàng yêu thích dòng loa đứng nhưng với ngân sách vừa phải. Loa đứng với thiết kế 4 loa, 2 đường tiếng, kiểu dáng thùng loa hình thang trụ độc đáo. Trang bị mệt bảo vệ loa Paramax TM chống cháy loa tweeter, giúp loa hoạt động bền bỉ ở mức công suất cao trong nhiều giờ liền. Âm thanh mạnh mẽ với tiếng bass chắc gọn và trung âm trong trẻo, giúp tái tạo giọng hát nhẹ nhàng, trung thực. Được dùng cho phòng có kích thước tối ưu khoảng 25 m². Dòng loa cuối cùng có giá tốt mà lại thỏa mãn đôi tai của bạn phải kể đến đấy là loa karaoke Boston 351 có giá 3.600.000 đồng. Ngay từ khi mới ra đời, dòng loa Boston 351 này rất được lòng khách hàng. Kể cả những quán karaoke, những hộ gia đình cho đến những quán cà phê đều coi đây là một lựa chọn sáng suốt với mức giá dưới 5 triệu đồng. Vì sao loa karaoke Boston 351 lại được khách hàng tin tưởng và hài lòng khi sử dụng đến như vậy? Có lẽ là vì những tính năng dưới đây. Loa karaoke Boston 351 có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại. Được thiết kế vỏ ngoài là bằng chất liệu chắc chắn, cùng với lưới loa là bằng kim loại cao cấp, mang đến độ bền cao cho máy. Loa karaoke Boston 351 có tính ổn định cao. Được trang bị công suất 150W mỗi loa, cùng với trở kháng 8 ohm, cho âm thanh hoạt động êm ái, không có tiếng ồn nào gây ra bởi thiết bị biến áp. Loa karaoke Boston 351 có âm thanh rõ ràng, chi tiết. Được trang bị công nghệ âm thanh tiên tiến hàng đầu, loa karaoke Boston 351 cho âm thanh rõ ràng, sống động và trung thực, mang đến chất lượng giải trí cao cho người dùng. Tiết kiệm điện năng, không chỉ với thiết kế đẹp, tính năng vượt trội mà loa karaoke Boston 351 này lại tiêu thụ điện năng khá thấp, giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí hàng tháng. Giá cả hợp lý, vừa với túi tiền của bạn. Vì được sản xuất trong nước nên có giá cả không quá đắt đỏ, nhưng bạn sẽ thật sự bất ngờ vì chất lượng âm thanh cực hay mà đôi loa này mang lại cho bạn. Với loa Boston 351, mỗi giờ hát của bạn sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Wow, nghĩ đến cảnh rủ bạn bè về nhà hát karaoke, mọi người cứ thắc mắc rằng không biết bạn sử dụng loa gì mà hát hay đến vậy. Lúc đấy, hãy nhớ cảm ơn loa Boston 351 nhé. Rồi từng ngày trôi qua, trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra. Các bạn cảm thấy thế nào ạ? Nếu còn điều gì thắc mắc thì hãy cứ liên hệ trực tiếp vào số hotline của VDA, đó chính là 0902 699 186 hoặc 0902 799 186 để được tư vấn miễn phí hoàn toàn. Và đừng quên ghé thăm các chi nhánh của VDA để trải nghiệm tất cả các sản phẩm nơi đây và cũng như 3 dòng loa kể trên. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi những video mới nhất của VDA bằng cách nhấn subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. VDA lắp dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn như quán karaoke Sài Gòn. Ghé ngay hệ thống showroom Vidia để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1 207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3 178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4 320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vidia.vn hoặc www.vidiashop.net xem chi tiết.